Nó một thời gian chúng ta lễ chư tôn đức thần chào tất cả quý Phật tử. Quý vị, là một ngày nữa đi qua ở trong mùa đại dịch Corona. Tình hình ở tại Hoa Kỳ và Âu Châu ngày càng tệ hơn. Hôm nay chúng ta có nghe và đọc được số hình ảnh cũng như bài viết về những bệnh viện quá tải ở tại New York, thành phố New York là một thành phố lớn và đông dân nhất của Hoa Kỳ. Về trên tiền bạc cũng như là về kỹ thuật tiên tiến thì bệnh viện của họ quá thừa. Mặc dù rằng đã có sự nỗ lực rất lớn về từ phía chính quyền nhưng vẫn không có phần giải quyết được vấn đề quá tải hiện nay khi mà New York một tiểu cường khủng hoảng trở thành trung tâm Mỹ và nước Mỹ đang trở thành nước đứng đầu về phương diện này. Ngày hôm nay quý vị, chúng ta sẽ cũng nghe nhiều tin tức liên quan đến kinh tế thế giới. Ở trong đó chúng ta được biết rằng Quốc hội Tổng thống và Quốc hội Hoa Kỳ đang phải dự trù để tháo khoán thêm một tài khoản lớn sau cái gói viện trợ giúp kinh tế đầu tiên là 2.000 tỷ Mỹ kim, gói hàng với đó là hỗ trợ kinh tế đầu tiên. Ở trong vài ba tuần nữa sẽ đến tay những người dân của Hoa Kỳ. Nhưng người ta nói rằng cái số đó thực sự nó quá nhỏ chỉ để sống sót tạm thời qua cơn khủng hoảng thời gian ngắn. Như về đường dài để có thể khởi động lại một nền kinh tế mà bị đại dịch
chi phối, thì Hoa Kỳ cũng phải duy trì nhiều hơn nữa, con số lớn gấp 2 gấp 3 lần. Đó là điều mà Quốc hội Hoa Kỳ đang bàn đến. Điều này cho chúng ta thấy rằng trong một thế giới mà chúng ta sống, thưa quý vị, mọi sự việc nó liên quan với nhau vô cùng thiết. Chính trị, kinh tế, xã hội, y tế. Càng ngày thì chúng ta mới thấy được là ở trong cái giáo lý dương khởi của Đạo Phật đã nêu lên rất rõ, đó là những pháp nương nhau mà sanh và cũng nương nhau mà diệt. Hôm nay thưa quý vị, đặc biệt là chúng ta sẽ đề cập đến một khía cạnh rất là quan trọng ở trong Phật pháp, và có thể là nhiều người trong là Đức Phật lại đề cập đến yếu tố thế. Dĩ nhiên trong thời đại dịch thì mọi người đều lo lắng và quan tâm về kinh tế, về sự lây nhiễm của corona, nhưng mà kinh tế đã trở thành một đề tài rất là nóng bỏng phía sau. Bây giờ thì xin mời quý Phật tử lắng nghe những hướng dẫn để chúng lấy học, và sau phần thể tâm bảo thì chúng ta sẽ trở với nội dung của chương trình hôm nay. Kính chính thưa tổng bí thư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người hết khổ, người sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hổ để hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phát sanh. Xin chân từ đầu mình hành. Kính bạch chư tôn đức và thượng quý Phật tử, ở trong mấy ngày qua chúng ta có để nói về một cái trọng điểm của chương trình tu học mùa đại dịch, đó là yếu tố nội tâm hay là yếu tố tinh thần. Đôi khi chúng ta nghe về yếu tố tinh thần thì chúng ta có cảm tưởng như là Phật pháp thì chú trọng về đời sống tâm linh, nhưng mà không chú trọng về đời sống vật chất. Thực ra thì nếu chúng ta đọc kỹ về phương diện Phật pháp, chúng ta thấy rằng cuộc sống nó là một sự quân bình rất là quan trọng, nhiều yếu tố, và có thể nói rằng ngay từ thời Đức Phật còn tại thế, Đức Thế Tôn đã nêu lên những yếu tố này. Mỗi lần người của chúng ta thì đôi khi chúng ta đã quá nặng về một điểm gì đó, như là thiên nặng về vật chất, thiên nặng về tinh thần. Có những thời mà người ta quá chú trọng tôn giáo, họ gạt bỏ yếu tố văn hóa, yếu tố kinh tế,
Và có những thời người ta quá trọng về kỹ thuật, ta lại gạt bỏ đi yếu tố khác. Nhưng mà Đức Phật luôn luôn nhắc chúng ta rằng cuộc sống rất cần một sự quân bình. Và có lẽ điều này lại một lần nữa rất là ví dụ đối với trường hợp mà chúng ta quán xét về Phật Pháp qua cái hiện tượng của đại dịch Corona hiện nay. Đại dịch Corona đang lan rộng và trước mắt con người thì mình nghĩ đến chuyện làm sao để tránh bị lây nhiễm, làm sao để duy trì công ăn việc làm và làm sao để sống còn qua cái đại nạn này của nhân loại. Và rõ ràng là đằng sau cái yếu tố về y tế, về việc phòng chữa, phòng chống, về chữa trị thì lây nhiễm Corona, chúng ta cần nghĩ đến một chuyện khác, đó là kinh tế. Kinh tế trở nên một điều rất là then chốt. Thực ra thì hiện nay người ta càng ngày càng thấy rõ rằng chính quyền, đặc biệt là chính quyền Hoa Kỳ, rất ư là thận trọng ở trong những lời tuyên bố liên quan đến đại dịch. Chúng tôi lấy một ví dụ là nếu chính quyền mà quá khẩn trương và có những cái lời tuyên bố rất là mạnh mẽ thì thị trường cổ phiếu sẽ xuống dốc trầm trọng. Nhưng mà nếu chính quyền mà lơ là hoặc đánh giá thấp cái ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch thì thực sự chúng ta sẽ không trở lại kịp và đại dịch sẽ mang tàn phá ghê gớm hơn. Vì vậy khi mà chúng ta không ở trong cái điểm quyết định thì rất là dễ. Nhưng mà nếu bản thân chúng ta là một vị thị trưởng, là một vị thống đốc tiểu bang, thị trưởng thành phố hay là vị tổng thống, như tổng thống Donald Trump chẳng hạn, thì thưa quý vị, mỗi ngày phải đưa ra rất nhiều quyết định và không có dễ dàng, hoàn toàn không dễ dàng. Thì hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với quý Phật tử một bài viết. Bài viết này của ngài Wolfgang, một vị cao tăng người Tích Lan, người viết ở trong một quyển sách có tên là What the Buddha Taught, những gì Đức Phật dạy hay Đức Phật đã dạy những gì. Mà ngày xưa đi siêu trí hải còn có một cái đặt cái tựa sách là Con đường thoát khổ. Đặc biệt là trong tập sách này thì có một chương là Đạo Phật và Thế giới hôm nay. Chúng tôi chỉ lấy một phần sau bởi vì bài quá dài và chúng tôi hy vọng rằng khi mà chúng ta đọc qua điều này thì chúng ta nhận ra được rằng những yếu tố về kinh tế, về dân trị quốc, nó không phải là một thứ nhẹ ở trong lời dạy của Đức Phật. Và trái lại, đặc biệt của những người vị tại gia cư sĩ, rất là nên quan tâm. Điều quan trọng là làm sao để quan tâm một cái đúng cách và đúng. Bây giờ thì chúng tôi hỏi hôm nay có vị nào giúp đọc cho bài này không? Dạ, dạ xin mời cô Nhật Bình. Con xin phép sư, sư không có bỏ mic xuống. Dạ, Nam Mô Bích Thầy. Thành kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ cùng tòa giác đẳng, cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô tu nữ tại duyên trần đạo và quý vị trong đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin được đọc bài kinh ngày hôm nay ạ. Phật giáo và thế giới ngày nay, trích từ Đức Phật đã dạy những gì, do Thích Nữ Trí Hải dịch năm 1998. Những người nghĩ rằng Phật giáo chỉ quan tâm đến những lý tưởng cao siêu, tư tưởng triết lý và đạo đức siêu phàm, không kể gì đến lợi xã hội và kinh của con người là sai lầm. Đức Phật rất quan tâm đến hạnh phúc của con người. Đối với Ngài, không có thể có hạnh phúc nếu không sống một đời trong sạch dựa trên những nguyên tắc đạo đức và tâm linh.
Nhưng Ngài biết rằng sống một đời như vậy rất khó trong những điều kiện xã hội và vật chất không thuận lợi. Phật giáo không xem hạnh phúc vật chất tự nó là cứu cánh. Nó chỉ là một phương tiện để một cứu cánh cao quý hơn. Nhưng đấy là một phương tiện rất cần thiết để hoàn thành một mục đích cao xa hơn cho hạnh phúc nhân loại. Bởi thế, Phật giáo công nhận vài điều kiện vật chất tối thiểu là cần thiết để tu tập có kết quả, ngay cả đối với một thầy tu thiền định trong một nơi cô tịch. Đức Phật không xét đời sống tách biệt với bối cảnh kinh tế và xã hội. Ngài nhìn đời toàn diện trong tất cả mọi phương diện xã hội, kinh tế và chính trị của nó. Những lời dạy của Ngài về những vấn đề đạo, triết lý và tâm linh đã được khá nhiều người biết đến. Nhưng người ta biết rất ít về giáo lý của Ngài trong những vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị. Tuy vậy, có rất nhiều bài giảng của Ngài bàn về những vấn đề ấy rải rác khắp các bản kinh cổ xưa của Phật giáo. Ta hãy lấy một vài thí dụ. Kinh Chuyển Lưng Sư Tử Hống, Cát Cá Quát Tí Si Hana Đa Xuất Tá, Trường Bộ Kinh 26, nói rõ rằng sự nghèo khó Đa Lít Đi Giá là nguyên nhân của vô đạo và tội ác như trộm cắp, tà vại, bạo động, thù hằn, độc ác, vân vân. Những vị vua chúa ngày xưa cũng như các chính phủ ngày nay cố đàn áp tội lỗi bằng hình phạt. Kinh Kutadan Tasutta cùng thuộc bộ ấy giải thích sự vô ích của hình phạt, nói rằng cho những thương gia và buôn bán phải được trả cho những người làm công. Khi mọi người đều được cung cấp cơ hội để kiếm được lợi tức đầy đủ, họ sẽ bằng lòng, không sợ hãi lo âu, và do đó xứ sở sẽ thanh bình, không có các tội lỗi. Bởi vậy Đức Phật thường dạy những cư sĩ tại gia tầm quan trọng của sự cải thiện hoàn cảnh kinh tế. Điều này không có nghĩa là Ngài tán đồng sự tích trữ tài sản với sự tham lam ràng buộc, vì nó trái ngược với giáo lý của Ngài. Cũng không phải Ngài tán đồng bất cứ phương tiện sinh nhai nào. Có vài nghề thương mại như sản xuất và mua bán khí giới bị Ngài cấm chỉ, xem như những phương tiện sinh nhai bất chánh như ta đã thấy trước đây. Một người tên Đi Khát Cha Đu một hôm đến viếng Phật và bảo: Bạch Thế Tôn, chúng con là những người thế tục tầm thường, sống đời sống gia đình, có vợ con. Xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con vài lý thuyết để giúp chúng con được hạnh phúc trong đời này và đời sau. Đức Phật dạy ông ta rằng có bốn điều giúp cho hạnh phúc con người trong đời này. Thứ nhất là phải tài khéo, có hiệu năng, hăng hái và có nghị lực trong bất cứ nghề nào của mình làm, và phải tinh xảo trong nghề nghiệp mình. Uttha Nasambada. Thứ hai là phải bảo vệ lợi tức mình đã kiếm được một cách chân chánh bằng mồ hôi trán, Arakka Sambada,
nghĩa là bảo vệ tài sản cho khỏi bị trộm cắp, vân vân. Tất cả mọi ý tưởng này cần được xét đến trong bối cảnh thời ấy. Thứ ba là phải giao du với bạn tốt. Kanya, Namitta, trung thành, có trí thức, đức phóng khoáng và thông minh. Người sẽ giúp mình đi theo chánh đạo, xa lánh đường tà. Thứ tư là phải tiêu dùng chừng mực, tùy theo lợi tức. Đừng tiêu quá nhiều, đừng quá ít. Nghĩa là không nên bo bo tích trữ tài sản, nhưng cũng không nên phung phí. Nói cách khác, phải sống trong giới hạn những phương tiện mình có. Samachi Vikata. Rồi Phật giảng bốn đức hạnh giúp cho một người thế tục được hạnh phúc đời sau. Một, tính Sattha. Phải tin tưởng vào những giá trị đức, tinh thần và tâm linh. Hai, giới Sila. Phải chừa bỏ sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Ba, Chaga. Phải thực hành lòng trắc ẩn, bố thí, không bám víu, ôm giữ tài sản mình. 4. Panya. Phải mở mang trí tuệ, dẫn đến sự diệt khổ, chứng niết bàn. Đôi khi Phật còn đi vào những chi tiết về cách để dành tiền bạc và tiêu dùng. Chẳng hạn như khi Ngài bảo thanh niên Sigala rằng anh ta nên dùng 1/4 lợi tức vào tiêu pha hàng ngày, 1/2 lợi tức để đầu tư vào việc kinh doanh và để riêng, 1/4 phòng khi nguy cấp, 1 hôm bảo cấp cô độc. Anatha Phindika. 1 thương gia danh tiếng, 1 trong những đệ tử tại Thuần Thành, 1 trong những đệ tử tại gia Thuần Thành nhất của Ngài, đã lập cho Ngài tu viện Kỳ Đà Jetavana, hữu danh ở Xá Vệ Sa Quá Thi, rằng một cư sĩ sống đời thường nhật có 4 thứ hạnh phúc. 1. Thụ hưởng sự bảo đảm về kinh tế, 2 tài sản đầy đủ, kiếm được bằng những phương tiện chính đáng, sở hữu lạc, Atisutkha. 2. Tiêu dùng tài sản ấy một cách rộng rãi cho chính mình, cho gia đình, bà con, bè bạn và trong những việc công đức, thọ dụng lạc, Anana Sukha. 3. Không có nợ nần, vô trái lạc, Anana Sukha. 4. Sống một đời trong sạch, không phạm những điều ác trong ý nghĩ, lời nói hay hành vi, vô tội lạc, Amacca Sukha. Ở đây ta phải chú ý rằng trong 4 yếu tố đem lại hạnh phúc, có đến 3 thuộc về kinh tế. Và cuối cùng Phật còn nhắc cho thương gia ấy biết rằng hạnh phúc về kinh tế và vật chất thì không đáng 1/16 của hạnh phúc tâm hồn, phát sinh từ một đời sống không lỗi lầm và lương thiện. Qua những ví dụ kể trên, ta có thể rằng Đức Phật xem sự thoải mái về kinh tế là cần thiết cho hạnh phúc con người, nhưng Ngài không công nhận sự tiến bộ là chân thật nếu nó chỉ thuần vật chất, không có một nền tảng đạo đức và tâm linh. Trong khuyến khích sự tiến bộ vật chất, Phật giáo luôn luôn nhấn mạnh sự phát triển đạo đức và tâm linh để kiến tạo một xã hội hòa bình, an lạc. Đức Phật cũng có những lời dạy minh bạch như thế về chính trị, tranh, hòa bình. Điều ai cũng biết, tưởng không cần nhắc lại, là đạo Phật chủ xướng bất bạo động, hòa bình như thông điệp của mình cho tất cả thế giới, và không tán thành bất cứ một sự bạo động hay sát hại sinh mạng nào. Theo Phật giáo, không có gì có thể gọi là chiến tranh chân chính. Đó chỉ là một từ ngữ sai lầm được đúc ra và lưu hành để biện minh cho hận thù, tàn ác, bạo động và chém giết. Ai định ra cái gì
là chân chánh hay không chân chánh, người chiến thắng, kẻ mạnh là chánh, và kẻ chiến bại yếu thế là bất chánh. Chiến tranh của chúng tôi thì luôn luôn chính đáng, còn chiến tranh của các anh thì luôn luôn bất chánh. Phật giáo không chấp nhận. Đức Phật đã dạy bất bạo động bình, mà Ngài còn thân đi đến chiến trường để can thiệp và ngăn cản chiến tranh, như trong trường hợp những người dòng Thích Ca Sách Giá và Cô Ly Giác sắp đánh tan, sắp đánh nhau vì vấn đề tranh chấp nước sông Rohini. Và những lời của Ngài đã từng ngăn được vua A Xà Thế Achatasattu khỏi tấn công vương quốc Bạc Kỳ Quách-chi. Vào thời Đức Phật cũng như ngày nay, có những nhà cai trị xứ sở một cách bất công, dân chúng bị đàn áp, bóc lột, đánh đập, tù thu cao thuế nặng và chịu những hình phạt giả. Đức Phật rất động lòng trước những sự vô nhân đạo ấy. Kinh Sớ Pháp Cú Thâm Má Bá Đắc Thác Cá Tha chép rằng, phở ấy Phật rất chú tâm đến vấn đề một nền cai trị tốt đẹp. Ta nên xét quan điểm của Ngài trong bối cảnh xã hội, kinh tế và chính trị thời ấy. Ngài đã chứng minh rằng toàn thể một xứ sở có thể trở thành đồi trị, thối nát và bất hạnh nếu những người cầm đầu việc cai trị, nghĩa là vua, các quan lại và những nhân viên ảnh đều thối nát và bất công. Muốn cho dân một nước được sung sướng cần phải có một nền cai trị công bằng. Một nền cai trị công bằng có thể được thực hiện bằng cách nào? Đức Phật đã nói rõ trong bài thuyết pháp của Ngài về 10 nhiệm vụ của nhà vua. Thập phương pháp Dasara cho thầm má như được thực trong cha tán chuyện tiền thân. Dĩ nhiên danh từ vua Raja ngày xưa phải được thay thế bằng danh chính phủ. 10 nhiệm vụ của nhà vua có thể áp dụng cho tất cả những người trong chính phủ này, như quốc trưởng, bộ trưởng, lãnh đạo chính trị, nhân viên hành chánh và tư pháp vân vân. Nhiệm vụ thứ nhất trong 10 nhiệm vụ của nhà vua là sự rộng rãi, bố thí, bác ái, đà ná. Người cai trị không có một thèm khát và bám víu vào đối với tài sản, tiền của mà phải bố thí cho dân được no ấm. Thứ hai, một đạo đức tốt đẹp với si lá. Vua phải không bao giờ sát hại, lừa bịp và bóc lột kẻ khác. Tà dâm, nói lời say quấy, rượu chè, nghĩa là ít nhất ông phải theo năm giới của Phật tử tại gia. Thứ ba, hy sinh tất cả vì hạnh phúc của dân. Biến xả, paricca gá. Ông phải sẵn sàng từ bỏ mọi tiện nghi cá nhân mình, tên tuổi, danh vọng và ngay cả sự sống của mình vì lợi ích của dân. Thứ tư, trực hạnh, ách chá quá. Ông phải lìa xa sự sợ hãi và thiên vị khi thi hành nhiệm vụ. Phải thành thật trong ý định và không được lừa bịp quần chúng. Thứ năm, khổ hạnh, tá bá. Ông phải sống một đời giản dị, không được xa hoa. Ông phải biết chế ngự bản thân mình. Thứ sáu, nhu hòa, mắt quá. Ông phải có một tính tình hòa nhã. Thứ bảy, không thù hận, ác độc, vô sân, ách khô thá. Ông không được có tư thù với bất cứ ai. Thứ tám, bất hại, ahimsa. Không những có nghĩa là không được làm hại ai, mà còn có nghĩa ông phải cố tạo hòa bình bằng cách tránh và ngăn ngừa chiến tranh, hay mọi sự dính dáng đến bạo động và sát hại sinh mạng. Thứ chín, nhẫn nhục,
thành tiền, lại có thể chịu đựng những khó khăn khổ nhọc và những sự nhục mạ mà không mất bình tĩnh. Thứ 10, không đối lập, không ngăn cản. Aguirre là ông không được đi ngược với ý chí của toàn thân, của toàn dân, không được cản bất cứ biện pháp nào đưa đến sự đợi lộc của toàn dân. Nói cách khác, ông phải cai trị thuận với ý chí của dân. Nếu một nước được cai trị bởi người có những đức tính ấy, thì dĩ nhiên nước ấy phải rất hạnh phúc. Nhưng ấy không phải là một điều không tưởng, vì trong quá khứ đã có những ông vua như A Dục Vương Ashoka của Ấn Độ đã thiết lập các vương quốc căn cứ trên những lý tưởng đó. Thế giới ngày nay luôn sống trong sợ hãi, nghi ngờ và căng thẳng. Khoa học đã sản xuất những khí giới có năng lực phá hoại kinh hoàng, tạo ra những dụng cụ mới của chết chóc. Các cường quốc hăm dọa, thách thức nhau, khoe khoang không hổ thẹn rằng mình có thể gây nhiều phá hoại tang thương trong thế giới hơn cường khác. Đã đi quá xa trên con đường điên rồ ấy, đến nỗi ngày nay họ chỉ cần bước thêm một bước, kết quả sẽ không là gì ngoài sự hủy diệt lẫn nhau và hủy diệt toàn thể loài người. Vì hoảng sợ trước một hoàn cảnh mà chính họ đã tạo ra, con người muốn tìm một lối thoát, một giải pháp nào đó. Nhưng không có giải pháp nào ngoài giải pháp Đức Phật đã đề xướng. Thông điệp của Ngài về bất bạo và hòa bình, về tình thương và từ bi, về khoan hồng và thông cảm, về chân lý và trí tuệ, về sự tôn trọng đối với mọi sự sống, về sự dứt bỏ ích kỷ, hận thù và bạo động. Đức Phật dạy, hận thù không bao giờ dập tắt được hận thù, chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù. Đây là một sự thật muôn đời. Người ta nên lấy từ bi thắng lướt hận thù, lấy lòng tốt đối lại với sự xấu xa, lấy bác ái đối lại lòng ích kỷ, và lấy sự chân thật đối lại xảo trá, gian tà. Con người không thể nào có hạnh phúc, an vui khi còn khao khát, ham muốn, chinh phục và chế ngự đồng loại. Phật dạy, kẻ chiến thắng nuôi hận thù, kẻ chiến bại ngã gục trong đau khổ. Người nào từ khước cả thắng lẫn bại sẽ được hạnh phúc vui. Chiến thắng duy nhất đem lại hòa bình hạnh phúc là chiến thắng tự tâm. Người ta có thể chinh phục hàng triệu người trong trận chiến, nhưng chỉ có một người nào tự chinh phục được mình mới là người chiến thắng vinh quang nhất. Bạn sẽ bảo rằng bất cứ điều đó rất đẹp, rất cao cả, đáng quý, nhưng không thực tiễn. Thế thì có thực tiễn khi thù ghét nhau chăng? Khi giết nhau chăng? Khi sống mãi trong hải hùng và nghi kỵ như thú dữ trong rừng chăng? Điều này thực tiễn và tiện nghi hơn. Có bao giờ ác độc được điều phục bằng ác độc? Có bao giờ hận thù được dập tắt với hận thù? Nhưng đã có những trường hợp, ít nhất những trường hợp cá nhân, có hận thù được thoa dịu bằng thương yêu và lòng tốt, ác độc được chinh phục bằng thiện cảm. Bạn sẽ bảo điều này có thể có thật, có thể thực hiện trong những trường hợp cá nhân, nhưng nó không bao giờ thực hiện được trong những giao tiếp quốc gia và quốc tế. Con người quả đã bị thôi miên, tâm lý bị rối ren mờ ám và bị lừa dối bởi những từ ngữ dùng để tuyên truyền chính trị như quốc gia, quốc tế, tổ quốc. Tổ quốc là gì nếu không phải là một đoàn thể, rất gồm nhiều cá nhân,
một quốc gia hay tổ quốc không hành động, chính cá nhân mới hành động. Cái gì cá nhân nghĩ và làm chính là cái mà quốc gia nghĩ và làm. Cái gì có thể áp dụng cho cá nhân cũng có thể áp dụng cho quốc gia, xứ sở. Nếu trên bình diện cá nhân hận thù có thể dập tắt hận thù, thì trên bình diện quốc gia và quốc tế chắc chắn điều này cũng có thể thực hiện. Ngay cả trong trường hợp một cá nhân riêng rẽ muốn đối lại hận thù bằng yêu thương, người ta cũng cần phải có một cách siêu việt, một sự mạnh dạn, một lòng tin vô bờ đối với sức mạnh tâm hồn. Có phải chăng ta còn cần nhiều cố gắng hơn thế nữa trong trường hợp giao tiếp quốc tế? Nếu khi bảo rằng không thực tế ý bạn muốn nói, không dễ dàng, thì là bạn nói đúng. Nhất định nó không dễ dàng. Tuy nhiên ta cần cố thử. Bạn bảo sự cố gắng ấy hơi mạo hiểm, nhưng chắc chắn là nó không mạo hiểm hơn sự thử một chiến tranh nguyên tử. Thật là một an ủi cho chúng ta ngày nay nghĩ rằng ít nhất trong lịch sử cũng đã có một vị vua cai trị lỗi lạc, đã có can đảm, đức tin và kiến giải đủ để áp dụng lời dạy này của Phật về bất bạo động, hòa bình và yêu thương trong sự cai trị một đế quốc rộng lớn về cả nội bộ lẫn ngoại giao. Đó là A Dục Vương, vị hoàng đế Phật tử của xứ Ấn thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Người con yêu quý của các thần linh, như ông đã được mệnh danh. Ban đầu ông theo gương vua cha Bindusara và ông nội Chanda Gupta muốn hoàn thành việc chinh phục bán đảo Ấn Độ. Ông chiếm xứ Kalinga, sát nhập nó vào đế quốc mình. Hàng nghìn người bị giết, bị thương, bị tấn và bắt làm tù binh trong trận này. Nhưng về sau, khi trở thành một Phật tử, ông hoàn toàn thay đổi nhờ giáo lý của Phật. Trong một tuyên ngôn danh tiếng của ông khắc trên đá, trụ đá 12 La Mã như ngày nay thường gọi, còn có thể đọc được ngày nay nói đến sự chinh phục Kalinga, hoàng đế A Dục đã công khai bày tỏ sự sám hối của ông và nói ông vô cùng đau đớn khi nghĩ về sự tàn sát ấy. Ông bố công khai rằng ông sẽ không bao giờ rút gươm để làm một việc chinh phục nào nữa. Nhưng ông mong mỏi tất cả mọi chúng sanh sống trong bất bạo sẽ tự chủ tập luyện sự an tĩnh và ôn hòa. Điều này dĩ nhiên người con yêu chuộng của các thần linh A Dục Vương xem là chiến thắng bằng chánh pháp Dhammavicchana, Vichaya. Không những tự ông chối bỏ chiến tranh mà ông còn tỏ lòng mong muốn rằng con ta và cháu ta đừng nghĩ về cuộc chinh phục nào khác nữa, xem như đáng làm. Chúng hãy chỉ nghĩ đến một sự chinh phục duy nhất là chinh phục bằng đạo đức. Điều ấy lợi ích cho cả đời này và đời sau. Đó là tấm gương độc nhất trong lịch sử nhân loại về một người chiến thắng vinh quang, đang tỉnh của uy quyền, còn có sức mạnh để tiếp tục những cuộc chinh phục, nhưng lại từ bỏ chiến tranh và bạo động mà trở về với hòa bình, bất bạo. Đấy là một bài học cho thế giới ngày nay. Vị hoàng đế cai trị một đế quốc rộng lớn đã công khai quay lưng lại với chiến tranh, bạo động và đón nhận thông điệp của bất bạo
và hòa bình. Không có bằng chứng lịch sử nào nói rằng có vua láng giềng nào đã lợi dụng sự sùng đạo của vua A Dục để tấn công ông về quân sự, hay có một cuộc nổi loạn nào trong đế lúc sinh thời. Trái lại, hòa bình ngự trị khắp trên lãnh thổ, và ngay cả những xứ bên ngoài vương quốc ông cũng dường như chấp nhận sự lãnh đạo nhân của ông. Thật điên rồ khi nói đến việc duy trì hòa bình bằng cách làm quân bình các chế lực, các thế lực, hay bằng sự hăm dọa của vũ khí nguyên tử. Thế lực của binh bị chỉ có thể phát sinh ra sợ hãi, chứ không phát sinh hòa bình. Trong sợ hãi, không thể nào có hòa bình lâu dài và thực sự. Từ sợ hãi chỉ có thể sinh ra thù hận, ác độc, có thể bị đè nén một thời gian, nhưng sẵn sàng bùng dậy và trở nên hung bạo bất cứ lúc nào. Hòa bình chân thật chỉ có thể ngự trị trong một không khí của lòng thương, metta, tâm từ, sự thân thiện, không có sợ hãi, nghi ngờ và nguy hiểm. Phật giáo nhằm mục đích kiến tạo một xã hội ở đấy người ta từ bỏ tranh chấp, thế lực, tai hại, ở đấy an tịnh và hòa bình ngự trị, xa hẳn chiến thắng và chiến bại. Ở đấy sự áp bức người vô tội phải bị mạnh mẽ tố cáo. Ở đấy một người tự thắng mình được kính trọng hơn những người chiến thắng hàng triệu bằng chiến thắng, bằng chiến tranh quân sự và kinh tế. Ở đấy hận thù được chinh phục bằng yêu thương và sự ác độc bằng thiện cảm. Ở đấy thù hận, ganh ghét, ác độc và tham lam không nhiễm độc tâm trí con người. Ở đấy từ bi là nguyên động lực cho hành động lấy tất cả, kể cả những sinh vật nhỏ bé nhất đều được đối xử với yêu, yêu thương lân mẫn. Ở đấy trong cuộc sống bình an hòa điệu, trong thế giới đầy đủ về vật chất, được hướng về mục đích cao quý nhất, sự thật chứng chân lý tối hậu, niết bàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, bản chánh văn đến đây là chấm hết. Con thay mặt đại chúng trong đung hành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi trở lại đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính dân mít đến sau. Cảm ơn cô Diệp Quỳnh. Kính bạch Tôn Đức và Thư Quý Phương Tử. Khi mà chúng ta nghe những bài đọc vừa rồi thì có lẽ nhiều chi tiết mà quý Phật tử thấy là khó nhớ hết, nhưng thực sự không cần phải nhớ hết. Chúng ta chỉ nhớ một cách đại quan như vậy là rõ ràng Đức Phật Ngài có một cái nhìn rất là trung dung về sống. Nhiều người trong chúng ta đôi khi nghĩ đạo Phật là tôn giáo của thiền định, mình chỉ có thiền định thôi mà không có những cái khía cạnh khác. Thực ra thì Ngài Narada, Ngài đã từng viết ở trong tựa đề những kinh Pháp Cú, Ngài viết rằng Phật Pháp có sữa cho trẻ em và có thức ăn cho người lớn. Điều đó có nghĩa rằng kho tàng kinh điển của đạo Phật chứa đựng những lời dạy của Đức Thế Tôn. Ở trong đó chúng ta thấy rằng rất là đa dạng, bao gồm nhiều phương diện khác nhau. Đức Phật Ngài có đặc biệt nói đến yếu tố quan trọng của kinh tế. Thưa quý vị, ở trong thời đại mà chúng ta đang sống hiện nay thì càng ngày tất cả mọi phương diện đều quyện với nhau, cùng chặt với nhau, khó mà chúng ta có thể tách rời điều này với điều khác. Khi học ở trong trường, họ dạy chúng ta về tâm lý học, về lịch sử, về khoa học xã hội, về thiên văn, địa lý, v.v. Mỗi một cái môn học đó, được vị giáo sư riêng, có một phân khoa riêng.
Và dường như là chúng ta nghĩ rằng nó là một cái bộ phận hoàn toàn riêng biệt. Nhưng mà khi đi vào trong đời sống của chúng ta thì tất cả nó đều giống như là những sợi rất nhỏ. Bệnh là một sợi dây thường lớn, bệnh lên cái gọi là cuộc sống. Hôm nay trong mùa đại dịch thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình nhận thức chung, mình quan niệm một chiều thì nó thể sanh ra rất là nhiều vấn đề của cuộc sống. Mình bỏ cái này quên cái kia, nó cũng là vấn đề. Ở tại Hoa Kỳ ngày hôm nay có một trường hợp, đó là một vị mục sư, là người giảng đạo trong một ngôi nhà thờ lớn ở tại Tampa Bay, Florida. Bây giờ thưa quý vị, ra một cái thông báo là kêu gọi mọi người đến đi cầu nguyện. Và nhà thờ có những biện pháp để phòng chống sự lây lan của đại dịch. Đây là một sinh hoạt và đi ngược lại với lời kêu gọi của chính quyền, ủy ban cũng như thành phố. Bởi vì không ai muốn những cuộc họp đông đảo như vậy. Và bằng chứng cho thấy rằng nhiều nơi những cuộc họp đông đảo như là một cái đền thờ Hồi giáo hơn 4.000 người ở tại Malaysia đã là một ổ dịch. Và rồi Mardi Gras, một lễ hội ở tại New Orleans cũng là một ổ dịch khác. Vì vậy khắp chính quyền kêu gọi là người ta từ chế tối đa không đi đến những nơi hội họp. Ví dụ như là ở tại Houston, ở tại Texas, thì ở những cơ sở thương mại họ khuyến khích không nên tụ họp quá 10 người. Và càng những khoảng cách càng xa càng tốt. Thì như vậy một ngôi nhà thờ lo về mặt tinh thần, nhưng mà người ta quá chuộng về vấn đề tín ngưỡng, người ta nghĩ rằng không có sao. Ở đây vấn đề quan trọng là làm sao để thắp sáng niềm tin. Có niềm tin thì sẽ có sự phù hộ. Nhiều khi cái nhìn đó, đó nó là một cái nhìn rất là cực đoan, nó nghiêng một bên thôi. Ngay cả thứ vì một cái thái độ ngược lại, là có những nơi mà người ta nặng rất nặng về vấn đề vật chất, họ đua nhau đến các cái siêu thị, họ dọn được cái gì thì dọn. Và có nhiều người họ mua rất là nhiều những thứ mà họ về ấp lẫm ở tại nhà mà không quên đi rằng những người khác cũng cần. Và người ta rất có những hình ảnh rất là đẹp. Có những người không mua được và người khác họ mua ra nguyên một cái số lượng tương đối lớn mà chung một gói lớn. Họ đề nghị là mình chia ra. Ví dụ họ mua được 10 cuộn giấy vệ sinh nằm ở trong bọc thì họ chia ra mỗi người 5 cuộn và trả tiền thì sòng phẳng với nhau. Đó cũng là hình ảnh đẹp. Chúng ta thấy một cái điều là nếu mà tất cả mọi người trong cái cơn hoảng loạn mà thu gom tất cả những thứ mà có ở trên các cái kệ của các siêu thị, các cửa bán hàng, thì những người khác sẽ không có để mà mua. Dĩ nhiên là có nhiều điều mình không thấy thoải mái. Có một vài cái nơi ở tại đây thì họ bán 10 ly mà mỗi một người chỉ bán được 2 ly thôi. Chứ tôi nhớ rằng cái này không lâu, khi mà chùa đi ra ngoài chợ có mua một cái chao thì có một người nhân viên chỗ đó họ nói họ đến là mỗi một người chỉ mua được 2 hũ chao thôi. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng người ta đang cần đến một cái sự phân phối tương đối là trang hòa, đồng đều. Ở trong hình ảnh nó gói cả hai thứ. Một là về vật chất, dĩ nhiên là ai cũng có nhu cầu hết. Nhất là nếu chúng ta bị cô lập, nếu mình đi lại khó khăn. Nhưng mà ngoài cái đó nó còn có một cái vấn đề rất là tinh thần. Ví dụ như là từng người, ví dụ như là trách nhiệm. Và đồng thời làm thế nào đó mà nó ở cái mức độ vừa phải, không quá. Thì đó là một hình ảnh rất là đặc biệt, rất là khó cho chúng ta, thưa quý vị. Chứ tôi không nghĩ rằng đây là một điều để chỉ trích. Nhưng mà phải nói rằng
ở trong lúc này mà có bất cứ ai mà tin rằng sự tụ họp cầu nguyện tốt hơn là cái sự cầu nguyện mà riêng lẻ đó, thì thật ra chúng ta hãy coi chừng, chừng nó rất là nguy hiểm. Bởi vì cái khả năng lây nhiễm đó, nó rất là lớn, và tự nhiên chúng ta phải cân nhắc về điểm này, chứ không thể mà mình nói rằng mình tin như vậy thì chắc chắn nó phải như vậy. Bây giờ chúng ta quay sang một cái phương diện khác, đó là sự âu lo. Dĩ nhiên là ở trong thời hiện nay đó, chúng ta không cần phải chờ đến nhiều tuần lễ nữa, và bây giờ đã có những cái dự báo, và những dự báo là thế giới, không riêng vì ở bên ngoài mà ngay cả ở Mỹ, không riêng ở Mỹ mà ngay cả Âu Châu và Á Châu sẽ đối diện với một cuộc gọi là đại khủng hoảng kinh tế hay là một suy thoái trầm trọng. Mình tưởng tượng là có cái thời gian nào trong cuộc đời chúng ta mà máy bay bay từ nước này qua nước kia không được bay? Có cái thời nào đó trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta thấy rằng các cái công xưởng phải đóng lại, tại vì họ không có cách để ngăn cái sự lây lan giữa nhân viên với nhân viên? Thì chỉ cần cách ly ở tại nhà một thời gian ngắn, 3 tuần, 4 tuần, thậm chí bên Anh Quốc bây giờ người ta còn đề ra một cái chuyện là có thể phải nghỉ đến tháng 6. Hôm nay thì chúng ta mới bước qua ngày mai này chính là tháng 4. Họ nói rằng 4 tuần thì cuối tháng 4 không đủ, mà phải qua tới tháng 5, và qua tới tháng 6, và có thể là 3 tháng nữa, chứ không phải là 2 tháng. Và chúng ta đặc biệt rất là lo lắng. Chỉ lo lắng nó không phải là vô lý, nhưng mà thứ gì ai cũng bị như vậy hết, đa số ai cũng bị. Và khi ai cũng bị hết rồi thì chúng ta không nên để tinh thần của mình quá suy sụp. Giữ là cái gì tốt nhất mà có thể giữ được, cái gì tốt nhất mà mình có thể làm được. Và đôi khi mình thiếu cái sự quân bình giữa vật chất và nội tâm, mình bỏ vật chất hoàn toàn thì nó cũng là một sự thái quá, mà mình bỏ nội tâm cũng là một sự bất cập. Nó phải có cả hai. Cái yếu tố quân bình đó là cái yếu tố mà chúng ta đề cập đến tại đây. Thì dù sao thưa quý vị, chúng tôi lấy một cái ví dụ là ở trong rất là nhiều trường hợp mà chúng ta sống ở những nước nghèo thì gặp những khó khăn, thì ít có cái việc mà hỗ trợ từ các cơ quan của chính phủ, từ các công ty, từ những cái chuyện giúp đỡ xa gần. Nhưng mà chúng ta có những nơi mà tương đối là xã hội có được cái điều kiện tốt, thì rõ ràng tuyên Phật tử không phải là chúng tôi nói với mình đừng lo, cũng nên có những cái kế hoạch, nên có những cái tính toán. Ví dụ như là mình nên có cái ngân quỹ nào đó để mình có thể tạm sống dài hạn ở trong trường hợp bị cách ly. Nhưng mà không có nghĩa là vì vậy chúng ta nên tự làm cho mình bị căng thẳng đến mức độ tai hại. Và đây là lúc mà chúng ta phải để cho cái cuộc sống tinh thần mình trỗi dậy. Ở cuối bài học ngày hôm nay đó, thì chúng tôi sẽ đề cập đến một cái nội dung mà nội dung đó chúng tôi tin rằng rất là cần thiết, rất là đẹp, được đăng ở trên tờ USA Today. Ở trong đó họ có đề nghị những gì mà chúng ta nên làm khi mà chúng ta bị cô lập cách ly. Chúng ta trở lại những lời dạy của Đức Phật khi Đức Thế Còn tại thế, thì mình đọc những gì mà được nghe từ bài viết của Ngài Popular Rahula, chúng ta thấy rằng thế giới là một sự tương quan. Mình muốn bỏ đi tất cả cũng không được, mình muốn một mình một cõi cũng không được. Và đời sống chúng ta càng ngày càng có nhiều lệ thuộc lẫn nhau. Ở trong sự lệ thuộc này, tiến bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, thì chúng ta cũng có thể nhận ra là cuộc sống nó vốn dĩ là vô ngã. Và trong cái sự lệ thuộc ràng buộc lẫn nhau, chúng ta nên tìm một cái thế chung dung
nhờ có cái sự ràng buộc ở chung nhau nên mọi người sẽ kéo chúng ta, nhưng mà tại do ràng buộc lẫn nhau thì chúng ta cũng phải kéo mọi người. Và dĩ nhiên cả hai bên đều mệt, và cả hai bên đôi khi cũng có lợi, tại vì ràng buộc qua lại giống cái ghế có bốn chân, thì chúng ta là một ở trong bốn chân đó, thì chúng ta phải liên hệ đến cả ba chân kia thôi. Thì nói như vậy là một cái chuẩn bị tinh thần tốt. Và chúng tôi cũng ước ao một điều rằng mỗi người chúng ta ở trong cuộc sống này, cho dù sống ở quốc độ nào, dù sống ở hoàn cảnh, ở trường học nào, thì đừng để tinh thần bị đi xuống. Đọc siêu xuất trong cái bài của Ngài Vapula Rahula và những lời hướng dẫn, thì nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy đó đây có cái chuyện về chữ Dhamma hay là chữ Pháp. Chữ Pháp được nói đến rất là nhiều trường hợp, nhưng mà có những trường hợp mà tất cả đều tốt xấu hay dở thiện ác cũng là Pháp. Có những trường hợp Pháp đặc biệt chỉ những nguyên tắc, những định lý tốt đẹp. Giả sử như vậy là chúng ta nấu ăn cần chừng đó nước, cần chừng đó lửa thì mới chín nồi cơm. Thì cái đó nó cũng có những nguyên tắc. Dạ, nguyên tắc mình làm đúng thì mình có được nồi cơm ngon, mình không làm đúng nồi cơm nó khê đi. Và không phải chỉ trong việc nấu ăn, mà ở trong đời sống hàng ngày, cái quan niệm, cách sống, sự thể hiện của chúng ta, nó cũng gắn liền với cái gọi là Pháp. Mà mình hiểu được Pháp đó thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Ở trong mọi hoàn cảnh đó, mình ráng cố gắng để mình có thể kéo vậy con người chúng ta bằng cái gọi chúng ta gọi là chân pháp, và là cái pháp lợi lạc. Cái pháp đó được Đức Phật Ngài dạy như là chánh pháp, chân pháp, thiện pháp. Cái pháp đó là cái gì ở trong đời sống của mình? Ví dụ như vậy, trong hoàn cảnh mà mọi người đều quá nhiều những cái tai ương hoạn nạn, thay vì ngồi đó để kêu gào, ngồi đó than khóc nản lòng, chúng ta nuôi dưỡng đại bi tâm, nghĩ về những người đó, mong cho những chúng sanh đó thoát khổ. Cái đó là mình vận dụng cái đại bi tâm ở đúng thời đúng chỗ. Khi mà chúng tôi nhớ là đi sang bên Đức á, với Ngài Hòa Thượng Hồng Giác, Ngài có một người em nuôi. Người em nuôi này ngày xưa cũng đã từng xuất gia với sư phụ của Ngài và rộng chùa, và sư phụ của Ngài giao cho Ngài đi dạy. Và người đó là vừa là em nuôi nhưng mà vừa là cái người học trò, và rất là thương quý Ngài Hậu Giác. Và người này ở tại Nguyên Trình ở bên Đức á, có tới 5-6 cái nhà hàng lúc đó. Thì đôi khi ngồi nói chuyện với Ngài Hậu Giác trên xe, người này lái xe đưa Ngài Hậu Giác và chúng tôi đi á, thì người đó có nói Ngài Hậu Giác đó rằng khi mà làm ăn quen rồi, đi đâu cũng thấy có cơ hội làm ăn hết. Dạ, đi đâu cũng thấy cơ hội làm ăn, tại mình quen rồi. Thì điều đó dĩ nhiên là đối với chúng ta đó, là một người không quen làm ăn đó, thì đôi khi mình đi đâu nhìn thấy tiệm là tiệm, thấy chợ là chợ, thấy cơ sở là cơ sở, mà mình không có cơ hội làm ăn. Nhưng mà những người mà quen làm ăn thì đi đâu cũng thấy ở đó có những cơ hội để làm ăn. Thì thưa quý vị, đối với một người có pháp và thấm nhuận, ở trong mỗi trường hợp, dù vui, khổ, thuận, nghịch, thăng trầm, thì đều thấy ở đó có những bài học quý báu về pháp, về chân pháp. Và điều đó, nó đều có khả năng để nuôi dưỡng cái thiện pháp trong lòng mình. Nếu mà chúng ta gặp những trường hợp bất hạnh mà chúng ta chỉ biết khóc, chỉ biết than vãn, chỉ biết buồn theo, thì cái đó là phiền não, chứ không phải là thiện pháp. Nếu gặp những trường hợp bất hạnh mà chúng ta biết nuôi dưỡng đại bi tâm, chúng ta biết thể hiện lòng vị tha, chúng ta biết thực hiện những bố thí để chia sẻ, vân vân, thì thứ gì ở đó nó là một cái may cho chúng ta. Là người ta nói rằng một người mà mai gọi là người may mắn á, quăng người đó xuống biển, người đó sẽ trồi lên với một con cá trong tay. Nếu một người mà khéo đó, Thượng Đế cho họ một cái chanh thì họ sẽ biến thành một ly nước chanh ngon lành. Và ở đây chúng ta cũng có thể nói cái tương tự như vậy.
Và nếu chúng ta có con mắt của trí tuệ thì thưa quý vị, ở trong mọi tình huống, ở đó chúng ta đều đọc được những cái lời kinh, những bài pháp rất lợi lạc cho đời sống hàng ngày. Nên chi dù thế nào đi nữa, tất cả chúng ta phải chuẩn bị, chuẩn bị cho thời gian đại dịch có thể kéo dài ở trong 5-3 tuần lễ, cũng sẽ kéo dài ảnh hưởng về kinh tế 5-6 tháng hoặc lâu hơn được. Và thưa quý vị, cũng có thể là chúng ta sẽ đi qua đại dịch này bình an, nguyên vẹn, và cũng có thể chúng ta bị lây nhiễm và chúng ta trở về được, và chúng ta không tiếp tục được. Chuyện đó có chứ không phải không có. Hôm nay chúng tôi đọc một cái bản tin, và ở trong đó có một nhà hàng rất là nổi tiếng ở tại Seattle, mà hai vợ chồng ông chủ là người rất được thương mến, và cả hai bán hàng và bị lây nhiễm thực khách, bị lây nhiễm corona, và cả hai đều mới mất. Và ví dụ đó không ai nghĩ ra 2-3 tuần lễ trước là người đã mất, mất cùng lúc và đột ngột như vậy. Thì ở đây chúng ta không có ngây thơ mà nói rằng ô chuyện xảy ra với ai không, không xảy ra với chúng ta. Và câu hỏi rằng nếu chúng ta ra đi thì chúng ta có hành trang gì? Nếu chúng ta có ra đi thì chúng ta có thể chuẩn bị tốt thế nào cho mình và cho những người thân của mình? Đó là những điều mà chúng ta không thể không suy nghĩ đến. Nhưng mà rõ ràng rằng cuộc sống đó là một bài học. Và chúng ta như ngồi cái ghế có bốn chân, chúng ta không thể nói rằng tôi chỉ biết có Phật Pháp mà tôi cần biết chuyện tài chánh, tôi chỉ biết chuyện tài chánh mà tôi không biết chuyện người, tôi biết người thân nhưng tôi không cần biết nhà ảnh hưởng văn hóa chính trị khác v.v. Thật ra thì tất cả đều có liên đới rất là mật thiết. Chưa xin được kết thúc bài nói chuyện hôm nay ở đây và bây giờ đó, thì chúng ta bước qua phần học kinh tụng, và sau phần kinh tụng thì chúng ta sẽ trở lại ở trong phần cuối với một số thông tin ở trong đây. Bây giờ thưa Phật tử, trước khi đọc kinh tụng và học kinh tụng với cái phân đoạn tiếp theo, giờ hôm nay thưa quý vị, hôm qua chúng ta nhớ rằng chúng ta đã đi qua 11 phân đoạn, và hôm nay chúng ta học qua phân đoạn số 12. Bây giờ để kính thỉnh Sư Minh Thông thay mặt cho đại chúng đọc từ đoạn số 1 đến số 11, rồi sau khi đọc xong thì chúng ta sẽ bắt đầu qua phân đoạn số 12. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin tuân lệnh Sư Phụ đọc bài chánh kinh từ số phân đoạn số 1 cho đến số 11. Ya ni da phu ta ni samma ga ta ni phu ma ni va ya ni va an ta li khe sa be va phu ta su ma na va vang tu a tho bi sa ka cha su năng tu pha si tăng tất ma hi phu ta ni sa me tha sa be me tăng ca ro tha ma nu si ya pa cha ya ni va cha ra to cha răng ti ye ba lin ta ma hi ne rang kha tha ap ba ma ta yang kin chi vi tăng i tha va hu rang va sak ye su va yang ra ta nang pa ni tăng na no sa mang a ti ta tha ga te na i dam bi bu te ra ta nang pa ni tăng e te sak che na su va thi ho tu kha yang vi ra gang a ma tăng pa ni tăng ya da cha ga sak ya mu ni sa hi to na te na tham me na sa ma ti kin chi i đam tham me ra ta nang pa ni tăng e te na sak che na su va thi ho tu yang bu da sa tho pa thi van na ye su chin sa ma di na tari nya ma hu samma di na te na samo na vi cha ti idam bi tham me ra ta nang pa ni tang e te na sak che na su va thi ho te ye pu ga la a ta sa tang pa sa cha ta ri e ta ni yuga ni hon ti te da ki nai ya
Sugata sasavaka ete sudina ni mahapala ni idam bisankhe ratanang panitang ete na sakche na subhati ho tu ye buk Vayuta manasa dahe na nika minogo tomasa sanam hite patipata amatang vigeya lada muda ni butin pung jamana idam bisankhe ratanang panitang Ê tê na sắc chê na su va thi hô tu gia thiên đa kỳ lô pa ta viên si tô si gia cha tu phi va tê phi a sam pa cam pi yô ta thu pa mang su pa vi sang va đa mi yô a ri cha sắc cha ni a ve cha pa sa ti y nam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng Ê tê na sắc chê na su va thi hô tu ye a ri cha sắc cha Ni vi pha pha vang ti gam phi ra pan nye na su đề chi ta ni kinh bi tê hôn ti phu sáp ba mạc ta na nê pha vang a tha ma ma ni yang ti y đam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng Ê tê na sắc chê na su va thi hô tu sa ha va sa đa sa đa sam pa đa ya ta ya su tham ma cha hi ta pha vang ti sắc ca ya điếc thì viết chi ký chi tăng chà si la pa tăng pa bi gia đa thì kinh chi cha tu ha pa ye cha vi pa mua tô cha cha phi tha na ni a pa bo ca tum y đam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng e tê na sắc chê na su va thi hô thì kinh cha bi so cam măng ca rô thì pa pa căng Ca ye na va cha u ra che sa sa va a pha bo so ta sa pa ti cha da ya pha ba ta di te pa da sa vu ta i đam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng e te na sắc che su va thi ho du ba na ba gum be ya tha phu si tắc ghe gim ha na ma se ba ta ma smin gin hay ta thu pa măng Tham văn a đê sa di nip ba na ga min pa ra măng hi ta ya y đam bi bu e ra ta năng pa ni tăng Ê tê na sắc chê na su va thi hô tu Dạ kính thưa sư phụ, con vừa đọc xong 11 đoạn kinh của bài Ratana Sutta, kinh Pháp Bảo. Con xin kính xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ tiếp tục giảng dạy những điều cần thiết cho chúng con tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời sư phụ trở lại mic và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Dạ, kính thưa sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, hôm nay sau khi chúng ta đã học 11 phân đoạn, bây giờ chúng ta bước vào phân đoạn số 12. Phân đoạn này thật ra rất là ngắn thưa quý vị. Nhưng mà ở đây có một vài điểm rất là thú vị. Đó là trước nhất khi mà Ngài Hòa Thượng Hộ Giác còn xin tiền, thì đôi khi Ngài có nói với chúng tôi một số những cái đoạn kinh. Ở đoạn kinh ở trong Tam Tạng, từ các bạn người kinh Bổn Sanh, mà ngày xưa có một số các vị mà họ chuyên trì về gọi là thần lực thì họ hay trì. Thì có một câu họ trì ở là cái câu mà chúng ta sắp học ngày hôm nay, đó là một câu rất là quen thuộc. Và ở tại Thái Lan đó, nếu quý vị nào mà quen thuộc với văn hóa Thái đó, thì người Thái đó họ dùng chữ Phrat, chữ Phrat họ xài rất là nhiều. Ví dụ như để đề cập đến một nhà sư chúng tôi là Chotika, thì họ gọi là Phrachotiko, Phrachotiko là sư tôi, chữ Phrat chỉ cho sư. Nhưng mà không phải như vậy, mà chữ Phrat đó họ dùng để dùng chữ Đức, như Đức Phật. Đức Phật là Pháp Phút, rồi Đức Pháp là Pháp Tham, rồi Đức Tăng là Pháp Sổn. Và chữ phá chỉ cho cái gì thiêng liêng. Nhưng mà chữ phá đó, nó phát xuất từ cái chữ Vara ở trong chữ Bali. Và ở trong chữ Phạn nó gọi phá. Và phá, và phá đúng là cái sinh mệnh. Và chữ phá từ chữ quá ráo mà ra. Chữ ở đây là tối cao, là thiêng liêng. Thành ra cái chữ nó được xài rất là nhiều ở trong tiếng Thái, thưa quý vị. Câu đầu tiên là Varo. Varo là bậc vô thượng, hay là đấng thiêng liêng. Varo, Varu và Varanyu. Ở đó có chữ Vara và Anyu, tức là
cái người biết và biết cái biết pháp tối thượng. Và Warado, Warado là người cho cái pháp tối thượng. Maharo là người mang lại tối thượng. Varo, Varanyu, Varado, Varaharo. Anuttaro, Thamakwarang, Kê Sĩ. Taro là vô thượng, không có gì bằng. Thamakwarang là pháp tối thượng. Ade Sĩ là cái được ngài, cái pháp tối thượng được ngài dạy hay ngài thuyết. Ilam bi buddhe ratanang bani chang e ten sacce na suvatthi ho tu. Và Đức Phật này là châu báu tối thượng, mong cho chân ngôn này sự cát tường phát sanh. Thưa quý vị, mấy hôm nay chúng ta học không có đều. Qua kinh Tam Bảo có một đoạn về Phật, rồi Pháp, rồi Tăng. Rồi sau có khi hai đoạn về Pháp liên tục, có khi ba đoạn về Tăng liên tục. Và hôm nay thì chúng ta trở lại với phần về Phật. Khi mà mình học hết bài đó, thì chúng ta sẽ nói về cái kết cấu của bài kinh Tam Bảo, kinh Châu Báu này. Một cái kết cấu rất là lời lạc, rất là thú vị. Và tại sao chúng ta có những phân đoạn như vậy. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta học phân đoạn số 12. Quá rô, quá ngắn, rô dài. Quá ra nhu, và chữ quá ngắn, ran dài, nhu dài. Quá ra đô, và quá ngắn, rá ngắn, đô dài. Quá ra ha rô, quá ngắn, ha dài, ha ngắn, đô dài. Quá rô, quá ra nhu, quá ra đô, quá ra ha rô. Và quá rô, quá ra nhu, quá ra đô, quá ra ha rô. Anuttaro Thamakwarang, Anuttaro, Anuttaro chữ á ngắn, nút dài, tá ngắn, rô dài. Anuttaro Dhammakwarang dài, má ngắn, quá ngắn, răng dài. Adesi, và Adesi chữ á ngắn, đê dài, tá ngắn, di ngắn. Idam Bibuthe Ratanang Banitang Ete Sache Lubati Ho Tu. Và bây giờ chúng ta đọc đoạn này 10 lần thưa quý vị. Varo varanyu varado varaharo anuttaro dhamma varang adesayi dailam vibhuvate ratanang banitang etena sacena suvatthi hotu. Varo varanyu varado varaharo anuttaro dhamma varang adesayi dailam vibhuvate vừa thế ra tận năng ba ni tăng ế thế na sa chế na su hòa thi hộ tu. Và rô và ra nhu và ra đô và ra ha rô a nu ta rô tham ma và răng a đê sa yi y đam bi vô thế ra tận năng ba ni tăng ế thế na sa chế na su hòa thi hộ tu. Và rô và ra nhu và ra đô và ra ha rô a nu ta rô tham ma và răng ade sa yi idam bi bo te aratanang bani tang e te na sa chi na su wa ti hon tu wa ro wa ra nyu wa ra do wa ra ha ro adu ta ro tham ma wa rang ade sa yi idam bi bo te aratanang bani tang e te na sa chi na su wa ti hon tu wa ro wa ra nyu varado varaharo anuttaro dhamma varang adesayi idam vibhuvate ratanang banitang etena san yena suvatthi hontu varo varanyum varado varaharo anuttaro dhamma varang adesayi idam vibhuvate ratanang banitang etena sacena suvatthi hontu varo varanyum varado varaharo anuttaro dhamma varang adesayi idam vibhuvate ratanang banitang etena sacena suvatthi hontu varo varanyum varado varaharo anuttaro dhamma varang adesayi idam vibhuvate ratanang banitang etena sacena suvatthi hontu varo varanyum varado varaharo anuttaro dhamma varang adesayi idam vibhuvate ratanang banitang etena sacena suvatthi hontu. Đức Phật bậc vô thượng, diệu thông pháp vô thượng, văn bố pháp vô thượng, chứng đạt pháp vô thượng,
chân thuyết pháp vô thượng, do vị chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Bây giờ thì xin được thỉnh sư Nguyên Thông, rồi sư cô Tự Duyên, sau đó mời quý Phật tử tuần tự để đọc lại mỗi vị đọc đoạn này cho chú Ba Lực. Dạ, xin thỉnh sư Nguyên Thông. Sư Nguyên Thông nghe được không? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tuân lĩnh sư phụ. Đọc bài kinh đó một lần. Varo varanyo varado varaharo anutaro thamma varang adesaji idam bibuwa thay ratanang panitang ete nasakche nasuvati ho. Varo varanyo varado varaharo anutarang thamma varang adesaji idam bibuwa thay ratanang panitang ete nasakche nasuvati ho. Dạ, con xin mời người kế. Dạ, xin mời cô Thị Duyên. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Thánh. Và con kính tri ân Ngài Giác Đẳng. Và bây giờ con xin đọc bài. Và cảm ơn Nhật Quỳnh. Phân đoạn 12. Qua rô, qua ra nhô, qua ra rô, qua ra hà. Qua rô, ảnh rô, mà qua răng, ảnh đề, xa dĩ, đam, bi, bút, thề. Ca ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su va ti ho tu va ro va ra nhu va ra do va ra ha ro an u ta ro tham ma va răng ha đê sa di đam bu va thê ca ta ni tăng ê tê na sa chê na su va ti ho tu va ro va ra nhu va ra do va ra ha ro Anuttaro thamma varang ade sayi idam vibhutte Ratanang banitang ete nasache nasuvati hutu. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, kính mời chị Tình Mẫn. Dạ, hôm nay thì ở chùa có hàng cho nên là tự nhiên sợ ồn. Dạ, tự nhiên xin kính thức. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ. Dạ, 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 cảm sư Thanh Thủy. Dạ. Cảm ơn đạo tràng. Con chỉnh cái mic con sắp kỳ quá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý chư tôn Đức Tăng Ni trong đạo tràng. Con kính lễ sư Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, sau đây con xin đọc bài phân đoạn số 12. Cảm ơn sư Nhật Quỳnh đã bớt bài cho Tự Mẫn.
Wa ro wa ran yo wa ra do wa ra ha ro anuk ta ro tham ma wa rang a ye sa di đăng bi phúc thề ra ta năng ba ni tăng e te na sắc chê na su wa thi hồ tu Wa ro wa ran yo wa ra do wa ra ha ro anuk ta ro tham ma wa rang a ye sa di đăng tham bút thề Wa ra ta năng ba ni tăng e te na sắc chi na su wa thi hồ tu Wa ro wa ran yo wa ro wa ro anuk ta ro tham ma wa rang a ye sa di đăng bi phúc thề ra ta năng ba ni tăng e te na sắc chi na su wa thi hồ tu Dạ nam mô Bụt Thầy Giá con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng con xin xuống mít à, sa thú cảm ơn rất nhiều thừa mẫn con thành thủy con kính lễ chư công đức tăng ni kính chào quý đạo hữu và con xin đọc phần đoạn thứ 12 của bài kinh Châu Báo Wa ro wa ran yo wa he do wa ra ha ro an du ta ro tham ma wa ran a de sa yi dam ti put te ra sam nang pan ni tang e te na sat che na su wa thi ho tu Wa ro wa ran yo wa ra do wa ra ha ro an du ta ro tham ma wa ran a de sa yi dam ti put te ra tan nang pan ni tan e te na sat che na su wa thi ho tu Wa ro wa ran yo wa ra do wa ra ha ro an du ta ro tham ma wa ran a de sa yi dam ti put te ra tan nang pan ni tan e te na sat che na su wa thi ho tu Con đã đọc xong con kính chư đạo tràng có thể xin chuyển nút cho cô Lạc Lê ạ Cô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Giá, Nam Mô Sân Khai Giá, con kính đến lễ Thượng Tọa Giác Đẳng và con kính đến lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đến lễ Đại Đức Minh Thâm và kính chào tất cả Phật tử. Con xin đọc câu số 13. Dạ. Wa ro wa ran yo wa da wa ra do wa ra ha ro anuttaro dhamma wa ran a de sa yi Y đằng bi bút thề ra ta nặng ba ni tăng e tê na sát na chú quá thì hồn tu Qua rồ qua rành nhô qua ra đồ qua ra ha rồ A nô ta rồ thầm mà qua rằng a đề sa yi Y đằng bi bút thề ra ta nặng ba ni tăng e tê na sát na sát chê na sút quá thi hồn tu rồ qua rành rồ qua ra đồ qua ra ha rồ anutta rồ thầm mà qua rằng a đề sa sa gì y đằng bi phuất thề ra ta nằng ba ni tằng e tề na sa chề qua su qua thi hồn tu dạ con xin đọc rồi nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ Haro anuttaro dhamma warang ade
con đã đọc xong ạ. Đọc xong con sẽ mất lại cho đạo tràng ạ. Để xin mời cô Diệp Quỳnh. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, con xin đọc phân đoạn 12. Dạ, cảm ơn. Cô tu nữ Tệ Duyên xin Trần Đạo Hoàng Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tính. Trần Đạo ơi, bữa nay âm thanh Trần Đạo nhỏ hôm qua rất là nhiều. Trần Đạo ơi. Qua rô qua rảnh nhu qua ra đô qua ra hà rô an nô ta rô tham ma qua răng a đê sa di y đăng bị bùa thê ra ta năng nị tăng hệ tê na sạch chê na sư qua thê hô tục. Qua rô qua rảnh nhu qua ra đô qua ra hà rô an nô ta rô tham ma qua răng a đê sa đăng bị bùa thê ra ta năng bà nị tăng hệ tê na sạch chê na sư qua thê hô tục. Qua rô qua rảnh nhu qua ra đô qua ra ha rô an nút ta rô thẩm ma qua răng a đê sa dị đang bị bùa thê ra ta năng bà nị tăng hệ tề na sa chê na sư qua thì hô tục. Dạ không kính dân bích đánh sư ạ. Mừng quý cô, không biết là có vị nào nữa không? Dạ, nếu có vị nào đọc nữa thì quý vị có vị cho biết. Kính bạch chư Tôn Đức và Tư Quý Phật Tử, hôm bốn vừa qua chúng ta có hai cái bản kinh từ hai nơi cách xa nhau nhưng mà lại liên hệ với nhau. Thứ nhất là ở tại New York, con số người bị lây nhiễm tại thành phố New York đã vượt qua con số 38.000 người. Dạ, trong số 163.000 người tại Hoa Kỳ, tức là chúng ta nói đến gần 1/5 những người bị lây nhiễm ở Hoa Kỳ nằm ở New York City, thành phố New York. Và cứ mỗi 3 phút như vậy thì có một người ở New York bị chết vì corona. Dạ, con số rất là đáng sợ, mỗi 3 phút có một người chết. Hiện nay thì người ta vẫn còn đang lúng túng, chưa có biết phải có một biện pháp mạnh mẽ nào. Vẫn còn sự tranh luận giữa ốc với thống đốc của tư bằng New York, một thị trưởng của New York. Thành phố New York nằm ở phía đông bắc của Hoa Kỳ, ở bên Đại Tây Dương. Thì bên kia, phía tây bắc là nằm sát, nằm bên bờ Thái Bình Dương. Chúng ta lại có một thành phố cũng là một trung tâm dịch, đó là Seattle. Thì lại có một cái tin tức là từ khi mà hai ngày qua thành phố Seattle chính thức ban hành luật giới nghiêm một cách rất là nghiêm khắc giống như Vũ Hán, thì hai ngày qua họ đã thấy rằng cái con số bị lây lan, số người nhiễm virus corona đã giảm sút, đã tụt giảm. Ở đây người ta dùng cái chữ curve hay flat, flattening the curve, tức là thưa vì trong cái bản thống kê mà họ vẽ trên đồ họa đó thì nó giống như một hình cái núi, nếu nó tăng vọt thì tăng nhanh lên, và họ chỉ mong muốn thì nó tới cái đỉnh nào đó, đỉnh điểm nào đó, thì từ đỉnh điểm đó nó xuống bằng lại để nó flatten được the curve. Thì người ta có lẽ là niềm hy vọng rằng nếu mà New York và những thành phố khác theo chân của Seattle, nghĩa là cách ly một cách rất là triệt để, thì hy vọng rằng sự lây lan sẽ giảm thiểu ở trong thời gian mà thưa quý vị chưa tìm được ra một phương thuốc phòng chống hay là những phương thuốc trị liệu chưa được kiểm nghiệm rõ ràng. Ở trên tờ USA Today ngày hôm nay đó, họ có đăng một bài viết rất là thú vị. Ở trong bài viết này thì họ khuyên chúng ta, ví dụ như chúng ta ở thành phố Houston, nó chưa có cái chuyện mà cấm ngặt, bây giờ chúng tôi cũng có thể lái xe ra ngoài đường để đi đến những nơi mà họ còn mở cửa, chứ những siêu thị, những cái tiệm drugstore để mà mua những cái thứ cần thiết, và cả chạy đó chạy đi ở trong thành phố. Dĩ nhiên là nếu chạy ở trên xe hai hoặc ba người ngồi chung đó, thì cảnh sát có thể phạt nếu mà họ trình giấy tờ mà ở chung địa chỉ không xong, nhưng mà riêng địa chỉ thì bị phạt.
Tuy nhiên, cái lời kêu gọi của thành phố Houston, của thị trưởng Houston và của Harris County, tức là cái quận Harris, mà ở trong đó có thành phố Houston, thì kêu gọi mọi người ở đâu, nhà ai thì ở nhà đó. Ở trong cái bài viết ở trên tờ Yesterday có một điểm thú vị là nếu trên phương diện tâm lý mà chúng ta tự cách ly thì chúng ta sẽ thoải mái hơn là bị bắt buộc phải cách ly. À, có hai điều này rất là khác biệt, là chúng ta tự mình cách ly, mình nói bây giờ ra ngoài nguy hiểm quá, như ở tại chùa chúng tôi thì chúng tôi yêu cầu là tất cả những vị ở trong chùa là cách ly với nhau, riêng ở riêng, và những cái khoảng cách thỉnh thoảng có một vị đến, Phật tử họ đến, nhưng mà chúng tôi cũng kêu gọi các vị làm việc ở ngoài sân và rời chùa, chứ không có đi vào những khu vực của chúng tăng ở. Thì ở đây thưa quý Phật tử, vấn đề của chúng ta là trong thời gian today là mình nên chuẩn bị cho một số các sinh hoạt. Những sinh hoạt này nó có lợi trong thời gian mà chúng ta đương đầu với dịch bệnh corona. Đại khái là họ đưa ra một cái danh sách 100 điều, 100 đề nghị. Và ở trong trong đề nghị đó bao gồm rất nhiều lĩnh vực. Ví dụ như là lợi dụng dịp này, mình nên chuẩn bị một số cái tài liệu để học sinh ngữ. Như ngày hôm nay thì mình học tiếng Anh thì ở trên YouTube có rất nhiều. Hay là mình chuẩn bị những học cụ hoặc giả là mình nên có một vài cái thú như thú xếp giấy của người Nhật Bản, hoặc giả là chuẩn bị làm vườn. Nếu chúng ta có chuẩn bị sẵn thì lúc đó chúng ta dễ làm hơn, hơn là mình bắt đầu mà trong lúc không có cái gì hết. Rồi chúng ta cũng nên chuẩn bị, thí dụ mình học khí công, học tập yoga, tập thể dục, hoặc giả là chúng ta có tập thiền. Ở đây họ cũng đề nghị tập thiền. Ngày mai này đó thì chúng ta sẽ đi vào cụ thể một vài cái sinh hoạt có cách đời, có cách đời sống tinh thần để giới thiệu. Nhưng mà rõ ràng là ở trong bài viết này, khi họ đưa ra 100 cái đề nghị đó, thì cả học viết thư pháp calligraphy và một số những cái công việc một người có thể làm. Có một vài công việc mà một vài người ở trên Seattle họ chia sẻ rất là thú vị, là họ đi tìm những cái món đồ mà họ đã mua không xài ở trong nhà, họ lôi ra thì họ khám phá rằng có nhiều thứ rất là hấp dẫn mà lâu nay họ để nó nằm trong một xó mà họ quên đi. Hoặc là những cái Tupperware, tức là những cái hộp mà đựng thức ăn ấy, bằng plastic ấy, có khi họ để chỗ này chỗ kia, bây giờ họ gom lại tại chỗ và họ sắp xếp sao cho họ tiện dụng chẳng hạn. Nó có rất là nhiều cách để mình cứ sinh hoạt. Và họ khuyên rằng nếu chúng ta không sinh hoạt như vậy mà mình cứ thăng bắn thở vào dài, ngồi trên ghế mà cứ hỏi rằng chừng nào và chừng nào mới hết dịch bệnh như thế nào, thì rất là dễ ảnh hưởng đến cái tinh thần của chúng ta. Và nên chi không có cách gì mà mình thương mình hơn là mình giữ tinh thần mình tốt. Và giữ tinh thần mình tốt đó, là mình tìm một vài cái sinh hoạt rất cụ thể. Riêng về ở trong lớp học này thì chúng ta sẽ có một số cái đề nghị về cái nếp sống tinh thần. Và nhưng mà luôn luôn là có những cái sinh hoạt mà chúng ta rất là cần. Và rất là cần. Dạ vâng. Và từ từ nhiều thành phố sẽ áp dụng. Chắc chắn sẽ tới bây giờ. Hôm qua trình bày nếu nước Mỹ mà họ chịu cách ly sớm hơn thì sự lây lan nó sẽ không đến như vậy. Hiện nay con số nước Mỹ là đã vượt khỏi 150.000, chính xác là 163.500 người. Và mỗi một giây nó tăng lên rất nhiều. Trung bình mỗi ngày nước Mỹ tăng khoảng 20.000 người bị lây nhiễm. Là cũng là do chúng ta giữ người không có tự cách ly. Và sẽ chắc chắn rằng người ta sẽ có biện pháp cứng rắn hơn để làm thế nào cho mọi người cách ly ở nhà. Bây giờ thì người ta hô hào rằng chúng ta ở nhà, tức là mình biết chăm sóc tốt cho mình và mình chăm sóc cho những người khác. Chứ vậy chúng tôi xin kết thúc chương trình hôm nay ở tại đây và xin kính chúc chư đức và quý đạo hữu một ngày an lành. Chúng ta học thế nào đó
mà chúng ta luôn luôn ý thức rằng mình cần có chánh niệm, chánh niệm thực sự để giữ vệ sinh lây lan, và mình cần có một cái tâm từ, tâm bi đối với chính mình và những người thân xung quanh mình, làm sao mình luôn luôn thấy rằng phải tử tế với bản thân của mình, chăm sóc tốt cho bản thân của mình, và chăm sóc tốt bản thân của mình tức là cũng là chăm sóc cho những người thân thương của mình. Xin đại lễ chư công đức thân chào quý Phật tử, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư. An trú tâm từ và chính kinh bậc ba cái đại quả tư tăng ya ni ta phu ta ni samma ka ta ni thumma ni va ya ni va antale khe sa pe va phu ta sumana bhavan tu atho va sakka ca sunang tu va sitang ta samma ki phu ta ni sa me ta sa pe me thang ka ro Nam ya pa cha ya di wa cha ra to cha ha ram ki ye pa ling ta sma hi le ra ka tha a pa ma ta yang tin chi vit tang ti tha wa hu rang wa sa ve sa wa yang ra ta nang pa li tang na do sa mang a thi ta tha ga te na i dam vi bo the ra ta nang pa li tang e te na sa che na sa wa ti hu tu khayang vira gang amatang paditang yadachaga sakya buddhi samahito na te na thamme na samadhi kinchi idam vi thamme ratanang paditang e te na sacce na savati hotu yam putha setho parivanna yisutin samadhi manang tadakanya mahu samadhi na te na samo na vetchati idam vitme ratanang panitang ete nasajje navati hotu ye bhukkala atasat satang vasatha catari etani yugani hantite dakhi naiya sukata sasavaka ete sudindani mahaphalani idam visanghe ratanang panitang ete nasajje navati hotu ye sapayuta manasa dalahena nikamino gotamasa santamhi te patipatta anata viyai halatham puthanip putin funchamanam idam visanghe ratanang panitang ete nasajje nasavati hotu yathindakhi lo patavang siyat chatapate si asambakam bayo tathu pamang sakpurisang kodam viyo ariya saccha ni avetya pasati idam visanghe ratanang vanitang ete na sakke na savati hotu ye ariya saccha ni vipha vajyanti gambhira panye na sulesitai kincha pite hon suhusakamate na te phavang athamama dijanti idam visanghe ratanang panitang ete na sacce na savati hotu sahava sada sada sampada yacchacchi tayati dhamma chahita bhavanti sakka niti viti kicchi tanchi silapatang vabi yadati kinchi chatu hapa yehi chave pamoto chacha phyathana niyapapu katung idam visanghe ratanang panitang ete na sacce savati hotu kincha viso kammang karoti papakang kaye na vacha yura chetasa va athappo sota sabate chadaya athappa dithapada sagutta idam visanghe ratanang panitang ete na sacce na savati hotu kunapa gumbe yatha posatya gim posita gim hanamase patmasmin gimhe tathupamang thammavarang adesa yinipanakamun paramang hitaya
idam bi bhute ratanang vani tang ete na sacce na savati hotu varo varanyo varado varando taro thamma varang adesi idam bi bhute ratanang vani tang ete na sacce na savati hotu khi năng purana vang na thi sam phavang virata virata kita yết te phavas bing tê khi đa phê cha á vô rừng hi chan đa dạ tha đi tân thị khí ra dạ tha dâm bà đi bô y đâm bì sang khê ra tâm năng bà đi tê tê na sai chê na sơ vá tì hô tu dạ ni tha phụ ta ni sa ma ta ta ni cụm ma ni qua ya đu gà an ta lê khê ta tha răng đi qua ma nu sa phu chi tăng phu thăng na ma sa ma sơ vá tì hô tu dạ ni thất ta đi sa ma ta ta ni phum ma ni qua ya di va an ta đi khi ta tha ga tăng đi và ma nu sa phu tăng tham mang na ma sa ma sa va thi vô tu dạ ni thất phu ta ni sa ma ta ta ni phum ma ni qua ya di va an ta đi khi ta tha ga tăng đi và ma nu sa phu chỉ tăng sang khăn na ma sa ma sa va thi vô tu.